Theo báo Dân Trí đưa tin, hồi 13 giờ 11 phút ngày 1 tháng 8 năm 2022, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Đống Đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Huy động ít nhất 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa đã báo cho lực lượng chức năng. Sau khi nhận được tin báo về tính chất phức tạp của vụ việc, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, cột khói bốc lên cao hàng chục mét từ khu vực tầng trên quây tôn của ngôi nhà. Hai xe cứu thương cũng có mặt trước cửa quán karaoke. Lực lượng chức năng cũng phong tỏa khu vực phục vụ công tác chữa cháy. Đến hơn 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy khi đi lên tầng trên ngôi nhà cháy thì cầu thang bị sập khiến lối ra bị bịt, lực lượng chữa cháy hết dưỡng khí. 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh là Đặng Anh Quân, đội trưởng, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc đều thuộc đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.